nghiệm pháp quan sức ấy, thì nó có rất nhiều cái, thứ nhất là quan sức bằng điện tâm đồ, thứ hai là bằng siêu âm tim quan sức hoặc là cái xạ hình cơ tim để đánh giá. Và mỗi cái phương pháp nó có một cái ưu điểm và một cái nhược điểm riêng. Và với điện tâm đồ quan sức thì nó là một cái phương pháp nó cũng tương đối đơn giản và mình cũng thực hiện cũng rất là dễ dàng cho bệnh nhân. Và bệnh nhân cũng đặc biệt là bệnh nhân cũng không phải dùng thêm một số loại thuốc tiêm vào trong người cho bệnh nhân, ví dụ như những cái thuốc trong siêu âm tim quan sức người ta phải dùng dobutamine, hoặc là trong những cái xạ hình cơ tim người ta phải dùng một những cái thuốc nó có ảnh hưởng đến đến chức năng đến cơ thể bệnh nhân. Nhưng mà ngược lại thì điện tâm đồ quan sức thì nó với so với mặt độ nhạy và độ đặc hiệu so với phát hiện mức độ nhạy so với siêu âm tim quan sức và so với chụp xạ hình cơ tim thì nó cũng gần nhưng không được bằng siêu âm tim quan sức và điện tâm đồ và xạ hình cơ tim. Em nói đấy, anh nói qua một chút. Và thứ hai về mặt đại cương và điện tâm đồ quan sức thì giống như các em biết, nghiệm pháp quan sức bằng điện tâm đồ ấy, là một phương pháp thăm dò không chảy máu và thường dùng để chẩn đoán và tiên lượng các bệnh lý động mạch vành và cũng như là đánh giá cái khả năng gắng sức. Ví dụ giống như một người làm việc trong môi trường nguy hiểm, người ta hoặc phi công người ta có thể làm test gắng sức để đánh giá cái khả năng đáp ứng gắng sức của bệnh nhân. Và điện tâm đồ gắng sức thì gián tiếp phát hiện ra bệnh lý thiếu máu cơ tim cục bộ, nó là hậu quả của quá trình sinh lý không phù hợp giữa cung cấp oxy cơ tim và nhu cầu oxy cơ tim. Về lịch sử của điện tâm đồ gắng sức thì chắc ở đây các em đã biết rồi là Feld và Segen năm 1928 đã ghi nhận những thay đổi của đoạn STT sau khi mà bệnh nhân gắng sức. Và đến Master đến năm 1929 đã đưa ra quy trình chuẩn về gắng sức. Và sau đấy thì cái điện tâm đồ gắng sức bằng xe đạp áp lực kế đã được đưa vào năm 1954. Và đến năm 1956 thì Brooke đã đưa ra quy trình nghiệm pháp gắng sức bằng chạy bằng thảm. Đây là cái nghiệm pháp mà chúng ta áp dụng rất là rộng rãi. Và tại Viện Tim Mạch thì cũng có hai cái thảm chạy gắng sức. Một là bên của viện, một bên phòng khám yêu cầu. Và các bạn nội trú vẫn hay chạy hay trông gắng sức thường xuyên đấy. Thì đây là cái biểu hiện của thiếu máu cơ tim khi mà bệnh nhân gắng sức. Thì khi một bệnh nhân gắng sức thì cái việc khi chúng ta sẽ theo dõi, đánh giá trên thực tế thì là với những bệnh nhân làm siêu âm tim thì người ta sẽ phát hiện sớm nhất là cái rối loạn vận động vùng của quả tim. Đấy là lý do tại sao mà anh nói là cái điện tâm đồ gắng sức nó sẽ có thể nó sẽ không nhạy bằng siêu âm tim dobutamine hoặc là bằng các thuốc đấu quang từ. Và thứ tiếp theo thì nó làm giảm nó làm tăng cái mức tưới máu tới vùng cơ tim bất thường. Và giai đoạn tiếp theo làm tăng áp lực mao mạch của bít và bắt đầu mới xuất hiện các biểu hiện trên điện tâm đồ là hình ảnh của ST, cái biến đổi của ST do thiếu máu cơ tim. Và sau đấy thì bệnh nhân mới xuất hiện triệu chứng đau ngực. Và cơ chế sinh lý khi gắng sức, mà khi mà gắng sức thì nó làm tăng cái chân lực giao cảm và lúc đấy nó gây ra co mạch và tăng tiết norelin và renin. Và chính vì tăng tiết norelin và renin thì làm tăng huyết áp, tăng nhịp tim và tăng sức co cơ tim của bệnh nhân. Và khi gắng sức thì như các bạn đã biết, làm tăng cái tiêu thụ oxy cơ tim, dẫn đến là tăng cung lượng tim và làm giãn mạch vành. Và lưu lượng tưới máu mạch vành thì không đủ so với nhu cầu của oxy cơ tim, dẫn tới tình trạng thiếu máu cơ tim và chẩn đoán sớm bệnh mạch vành. Thí dụ như với một bệnh nhân mà hẹp khoảng 50-60%, khi chúng ta gắng sức lên thì cái nhu cầu oxy cơ tim cao lên, nhưng mà cái khả năng giãn của mạch vành nó với những bệnh nhân bị sơ vữa nó bị hạn chế. Và lúc đấy là lượng máu đến cung cấp cho cơ tim nó không đủ theo nhu cầu, rồi mới bắt đầu xuất hiện cái tình trạng thiếu máu cơ tim và xuất hiện đau ngực. Và chỉ định của điện tâm đồ gắng sức thì chỉ định quan trọng nhất là chẩn đoán bệnh mạch vành, và thứ hai là chẩn đoán các nguyên nhân của các triệu chứng có liên quan đến tim mạch như bệnh nhân đau ngực, khó thở và đau đầu nhẹ. Và nó chỉ định để xác định cái mức độ an toàn của gắng sức hay dùng trong những trường hợp những công việc nguy hiểm cần phải đánh giá khả năng gắng sức của bệnh nhân và đánh giá cái hiệu quả của việc tái thông động mạch vành. Ví dụ như sau đặt stent bệnh nhân vẫn còn xuất hiện được tình trạng đau ngực thì chúng ta có thể làm cái nghiệm pháp gắng sức và nó dự báo cái nguy cơ có thể xảy ra những biến cố tim mạch như đau thắt ngực, đột quỵ. Và các chỉ tiếp theo thì bệnh nhân ở trong những bệnh nhân rối loạn nhịp liên quan gắng sức, giống như các bạn đã biết thì trong rối loạn nhịp liên quan gắng sức chúng ta hay chạy hay chỉ định trong những nhóm bệnh nhân nào các bạn có biết không?
trong hội chứng VPV rất vì bây giờ trong trong khuyến cáo mới thì cái nghiệm pháp không xâm lấn để trong rối loạn nhịp nó rất là quan trọng để đánh giá những cái ví dụ trong một bệnh nhân bị VPV, người ta không biết rằng là cái đáp ứng của bệnh nhân cái tính chất của cái đường dẫn truyền phụ nó như thế nào, nó có nguy hiểm hay không, và bệnh nhân có nguy cơ bị rung nhĩ hoặc là cái thì lúc đấy người ta chạy gắng sức. Nếu trong trường hợp mà cái tính chất dẫn truyền nó tốt thì khi mà chạy gắng sức thì nhịp tim nó tăng lên, khi nhịp tim tăng lên thì cái nó dẫn truyền qua cái đường phụ nó càng nhiều hơn. Vì nó khác biệt với một số bệnh nhân mà VV yếu cách hồi đấy, khi mà chúng ta chạy gắng sức nhịp tim tăng lên thì nó mất cái VV đi, thì lúc đấy người ta sẽ tiên lượng là cái hội chứng VV này thì nó có thể nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chức năng của bệnh nhân. Vì như các em đã biết là VV thì nó có nguy hiểm nhất là rung nhĩ và nó nhịp nhanh, rung nhĩ VV hoặc là những cái cơn cuồng nhĩ khi mà nó dẫn truyền qua nút nhĩ thất, qua đường phụ nó tốt, nó đáp ứng nhiều, nó có thể chuyển sang rung thất. Thì với nghiệm pháp gắng sức thì người ta có thể đánh giá một cách sơ bộ về tính chất của đường dẫn truyền, qua đến được quyết định là những bệnh nhân đấy có nên chuyển đốt hay không, đặc biệt là với những bệnh nhân mà trẻ tuổi. Và nó đánh giá cái chức năng của máy tạo nhịp vĩnh viễn với đáp ứng tần số. Cái này anh giải thích thêm một chút, tức là với những bệnh nhân kế máy tạo nhịp nó có đáp ứng khả năng đáp ứng tần số cho bệnh nhân thì nó có ba cái mức độ đáp ứng tần số của bệnh nhân. Ví dụ với những bệnh nhân là mức độ đáp ứng nhẹ vừa nặng, tức là khi mà bệnh nhân di chuyển một quãng đường, với vì tất cả những bệnh nhân bọn anh bao giờ cũng cài đặt ở chế độ là đáp ứng ở mức độ trung bình, tức là khi mà bệnh nhân đi lại thì nhịp tim nó phải tự, khi mà vận động cái máy nó rung động lên thì dựa vào cái tốc độ vận động của bệnh nhân thì nó đáp ứng nhịp tim nó cao lên. Nhưng có một số bệnh nhân thì khi mà bệnh nhân vừa mới vận động đáp ứng một, vừa vận động một chút thì nhịp tim có thể lên tới 101, 102, cái đấy là rất khó chịu cho bệnh nhân. Thì lúc đấy người ta sẽ phải dựa vào cái gắng sức người ta đánh giá để người ta tìm cái tần số đáp ứng như thế nào là phù hợp cho bệnh nhân, vì cái đấy nó rất là quan trọng. Vì như bọn em về sau này khi bọn em đi khám những bệnh nhân mà cấy máy tạo nhịp ấy, có bệnh nhân cấy máy xong người ta rất là khó chịu, đặc biệt là khi người ta gắng sức, thì cái đấy cái đầu tiên mà em đặt ra câu hỏi là cái đáp ứng tần số này nó có phù hợp với bệnh nhân hay không. Thì lúc đấy mình sẽ làm nghiệm pháp gắng sức, mình dựa vào cái khả năng gắng sức của bệnh nhân, với mình sẽ cài đặt lại các chế độ đáp ứng tần số của bệnh nhân. Và những cái chỉ tiếp theo là với bệnh nhân nam giới lớn 40 tuổi mà có những cái không có triệu chứng nhưng mà nghề nghiệp đặc biệt như phi công, phi hành gia hoặc thợ lặn, những bệnh nhân mà lớn hơn 40 tuổi mà không có triệu chứng nhưng mà có lớn hơn 2 yếu tố nguy cơ tim mạch và có kế hoạch tham gia các chương trình hoạt động thể lực nặng, và để đánh giá hiệu quả ở những bệnh nhân tăng huyết áp trước khi tham gia hoạt động thể lực ở mức độ nhiều. Và ngoài những cái chỉ định ở cho tim mạch thì có những chỉ định ngoài tim như những bệnh phổi, như là đánh giá cái sự dung nạp với gắng sức và chẩn đoán hen phế quản sau gắng sức, đánh giá cái sự mức độ siêu hấp và tiên lượng, và đánh giá trước mổ ở trong thể thao cũng rất quan trọng. Tất cả những vận động viên như những cầu thủ chuyên nghiệp ấy, khi mà ký hợp đồng thì bao giờ người ta cũng có những bệnh nhân bắt buộc phải chạy gắng sức để đánh giá nguy cơ đột tử của bệnh nhân khi trong quá trình đá bóng. Vì rất nhiều những bệnh nhân thể thao, đặc biệt là những bệnh nhân chạy điền kinh hoặc những bệnh nhân đá bóng, thì đã có rất nhiều bệnh nhân đã bị rất nhiều các vận động viên đã bị đột tử trong quá trình chơi thể thao của mình. Đây là những cái chống chỉ định tương đối và tuyệt đối của nghiệm pháp gắng sức. Thì chống chỉ định tương đối và tuyệt đối thì rất là nhiều, nhưng mà các em lưu ý là nhất với những bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp mà trong vòng 2 ngày đầu tiên thì không có chỉ định làm gắng sức, hoặc là với những bệnh nhân mà có tình trạng bệnh lý cấp tính giống như một cái đau thắt ngực không ổn định, hoặc những cái rối loạn nhịp mà không thể kiểm soát được với tình trạng huyết động nó không ổn định, hoặc những bệnh nhân bị viêm cơ tim, viêm màng ngoài, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, bệnh tách động mạch chủ, nhồi máu phổi, đấy là những cái nhóm bệnh mà chống trị tuyệt đối với nghiệm pháp gắng sức. Và một số những cái bệnh mà chống chỉ định tương đối như với những bệnh nhân mà đã biết trước đấy là bệnh nhân có tình trạng có hẹp tổn thương động mạch vành ở thân trung động mạch vành, và có thể nó có cái hẹp chủ mức độ vừa đến mức độ vừa tới nặng mà đã có cái triệu chứng, và những cái rối loạn nhịp mà nhịp nhanh mà ta không kiểm soát được, hoặc là bệnh nhân có những cái block nhĩ thất mắc phải, vân vân. Và có hai phương pháp gắng sức chủ yếu, đó là gắng sức bằng thảm chạy và gắng sức bằng xe đạp với điện tâm đồ gắng sức. Thì theo các bạn thì biện pháp gắng sức nào sẽ tốt hơn? Có ai biết không? Cái ưu điểm và nhược điểm của cái phương pháp gắng sức này thì là thảm chạy thì thường linh hoạt hơn xe đạp, vì nó có thể thay đổi được cái tốc độ và độ dốc một cách độc lập.
Nhưng mà xe đạp thì nó lại ít có tiếng ồn, rẻ hơn và dễ di động và ít cần cái không gian hơn. Và cái đặc điểm thứ hai của xe đạp là điện tâm đồ nó đỡ nhiễu hơn, bởi vì phần trên của cơ, khi mà mình đạp xe đạp ấy, cái phần trên của cơ thể nó ít bị di động và huyết áp cũng dễ đạt mục tiêu hơn với nghiệm pháp tăng sức bằng xe đạp. Và nó cũng tốt hơn là với những người lớn tuổi và khó thể giữ được thăng bằng với những người, với, nhưng mà với những người mà cao tuổi thì khi mình đạp xe đạp ấy, thì mình không có, thì nó cái khả năng là mình giữ được thăng bằng nó sẽ khó hơn là khi mình chạy. Và cái bước tiếp theo là mình chuẩn bị bệnh nhân. Thì chuẩn bị bệnh nhân đầu tiên là mình phải hỏi tiền sử bệnh nhân, tức là khi mà mình làm mình không sức thì mình phải có một cái bản checklist giống như một cái tờ giấy khi mà các cô sẽ đưa cho bọn em để em tích lại. Em hỏi tiền sử bệnh nhân trước đó xem chẩn đoán có bệnh van tim, bệnh mạch vành hoặc các bệnh lý tim mạch khác hay không, và xem bệnh nhân có trong chỉ định hay chống chỉ định gì hay không. Và lúc đấy bệnh nhân sẽ được thăng hoa thực thể, các biểu hiện về tim mạch hoặc bệnh khác, và ngưng các thuốc chống loạn nhịp tim hoặc là giảm huyết áp khi gắng sức giống như thuốc chặn beta, diazem và verapamil hoặc các nhóm nitrat trong khoảng thời gian 5 lần thời gian bán hủy của thuốc, để nó đỡ ảnh hưởng đối với khả năng. Đặc biệt là khi mà chúng ta dùng beta lock ấy, thì cái đáp ứng khi mà chúng ta chạy gắng sức thì đáp ứng tần số tim nó sẽ bị giảm, làm giảm lên tần số tim so với những bệnh nhân bình thường. Và bệnh nhân không được dùng chất kích thích, rượu bia. Nghiệm pháp gắng sức được thực hiện ít nhất 3 giờ, tức là sau ăn ít nhất 3 tiếng, và mặc quần áo thì thoải mái, và giải thích cho bệnh nhân về mục đích và hướng dẫn bệnh nhân thực hiện và các triệu chứng xuất hiện khi làm. Và đặc biệt mình phải ký giấy cam đoan, thì có rất nhiều bệnh nhân, một số bệnh nhân ở viện tim mạch cũng có, khi chạy gắng sức thì bệnh nhân xuất hiện nhồi máu tim cấp và đã phải cấp cứu ngay. Thì ở đây chắc là các em cũng đã biết. Về đánh giá cái nguy cơ về mạch vành thì có nhiều yếu tố. Thứ nhất là tuổi, giới, có cơn đau ngực, tiền sử nhồi máu tim hay không, điện tâm đồ có sóng QI hay không, và đoạn ST, khoảng STT khi nghỉ, và đánh giá đái tháo đường, rối loạn lipid máu và hút thuốc. Và đây là cái bảng mà đánh giá về nguy cơ mắc bệnh mạch vành của bệnh nhân. Thì cái bảng này nó đánh giá nó dựa vào nhất là theo lứa tuổi và theo giới, nam và nữ, và cái triệu chứng đau ngực là đau ngực điển hình, đau ngực không điển hình, hay là không phải đau ngực, hoặc là bệnh nhân không có triệu chứng. Thì nó dựa vào tuổi, giới và đánh giá mức độ, và chia vào mức độ. Thí dụ với một bệnh nhân mà 39 tuổi với một cái đau ngực điển hình, thì lúc đấy mà nam giới đau ngực điển hình người ta xếp vào mức độ trung bình, thì với những bệnh nhân này nó có chỉ định chạy gắng sức. Hoặc là với những bệnh nhân người ta có cao tuổi hơn, thí dụ từ 40 đến 49 tuổi mà có cái đau ngực, có cơn đau ngực điển hình, ở những nhóm này là nhóm cao trên 90%, tức là khi đau ngực điển hình ở những bệnh nhân 40-49 tuổi là nhóm nguy cơ cao, và những nhóm bệnh nhân này người ta chỉ định phải làm gắng sức cho bệnh nhân. Và sau khi người ta đánh giá những cái bảng điểm và người ta đưa ra quyết định là gì, khi mà chúng ta phân loại với những cái nguy cơ thấp, với bệnh nhân mà nguy cơ thấp tức là nhỏ hơn 15% khả năng gắng sức thì người ta không cần làm test. Nhóm 15% nguy cơ mạch vành thì người ta không cần làm test. Với những bệnh nhân mà mức độ trung bình là từ 15-75% thì người ta làm test gắng sức. Và với bệnh nhân khi mà đánh giá mức độ nguy cơ cao thì lúc đấy người ta chuyển đi chụp mà mạch vành luôn. Và cái chuẩn bị dụng cụ thì dụng cụ nó cũng tương đối đơn giản, tức là một cái thảm chạy hoặc là xe đạp lực kế, và có máy đo huyết áp, máy theo dõi nhịp tim liên tục được ghi trên điện tâm đồ 12 chuyển đạo, và các dụng cụ cấp cứu rất quan trọng ở những bệnh nhân chạy gắng sức như là máy sốc điện, các dụng cụ cấp cứu tuần hoàn, các thuốc cấp cứu tim mạch và các thuốc cấp cứu rối loạn nhịp. Đây là cái mắc cái điện tim ở những bệnh nhân chạy gắng sức thì nó giống như là mình làm cái điện tim thông thường, nhưng mà lưu ý là khi mà để ở hai điện tử hai chân ấy thì người ta buộc vùng hông, và lúc đấy người ta có đai người ta cố định lại giống như trên hình ạ. Và cái quy trình thì có rất nhiều quy trình nghiệm pháp, quy trình gắng sức đã đưa ra. Thì quy trình giống như phổ biến nhất là cái quy trình Brook. Cái quy trình này thì nó chia làm 7 mức độ với cái tốc độ và độ dốc của cái thảm chạy là khác nhau, và thời gian mỗi một mức là 3 phút và nó đánh giá dựa vào những cái khả năng gắng sức của bệnh nhân được đến mốc số bao nhiêu, và người ta đánh giá để người ta sẽ chia ra và đánh giá khả năng gắng sức của bệnh nhân. Và sau đến năm 1965 thì người ta đưa ra quy trình Brook cải tiến. Cái mục đích của đưa ra quy trình Brook cải tiến nó khác với Brook, tức là nó thêm một ở cái mức mức số 1 ấy,
là bệnh nhân chạy bằng mà không có độ dốc, khác với cái group bình thường là nó có độ dốc rồi, thì lúc đấy nó sẽ đánh giá một cách chính xác hơn, một cách tốt hơn với những bệnh nhân mà khả năng gắng sức nó kém, đặc biệt là những bệnh nhân có bệnh mạch vành thì khả năng gắng sức kém. Thí dụ với những bệnh nhân mà cái nghiệm dùng cái quy trình Brook này thì hay làm cho những bệnh nhân mà thường quy là những bệnh nhân mà không có nguy cơ, những bệnh nhân bình thường kiểm tra ở dân văn phòng và ít có nguy cơ tim mạch. Thế thì mà một câu hỏi đặt ra là gì, với bệnh nhân bị sau nhồi máu cơ tim thì mình có làm cái, mình có áp dụng quy trình Brook này hay không? Thì đấy là một câu hỏi, vì với những cái tốc độ, với những cái tốc độ chạy và cái độ dốc của thảm thì nó cũng là cái khả năng gắng sức của bệnh nhân đòi hỏi một cái khả năng gắng sức rất là lớn. Thì với bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim thì người ta thường áp dụng những cái quy trình Norton, tức là cái quy trình này nó sẽ làm cái tốc độ chạy của bệnh nhân chậm hơn, và thứ hai là cái độ dốc, tốc độ chạy chậm hơn và độ dốc thì nó cũng nhỏ hơn và nó chia làm nhiều bước hơn so với quy trình Brook. Thì lúc đấy người ta sẽ đánh giá được cái chi tiết hơn, đặc biệt trong giai đoạn đầu ở với bệnh nhân mà gắng khả năng gắng sức kém ấy, thì sau khi có thể chạy ở một tốc độ là hai dặm trên phút với độ dốc bằng không mà bệnh nhân đã xuất hiện đau ngực rồi thì mình có thể để đánh giá được bệnh nhân tốt hơn và làm đỡ nguy hiểm hơn khi mà mình xuất phát với một cái tốc độ cao hơn và độ dốc lớn hơn thì sẽ khả năng gắng sức của bệnh nhân sẽ cao hơn. Và ngoài ra nó còn một số quy trình khác là quy trình NoCell. Tức là quy trình NoCell thì nó cũng là cải tiến của quy trình Brook, tức là khi quy trình Brook thì nó có 7 bước đúng không ạ? Quy trình NoCell nó cứ chia ra làm với mỗi một cái bước của Brook thì nó chia làm đôi, tức là nó để đánh giá chi tiết hơn về cái khả năng gắng sức của bệnh nhân. Và cái điện và cái quy trình thứ hai là bên mình thì ngày trước cũng có cái điện đồ gắng sức bằng xe đạp, nhưng mà bây giờ thì không dùng nữa. Và theo anh được biết thì ở bên đạo y có cái gắng sức bằng xe đạp rồi. Thì nó, bệnh nhân bắt đầu bằng xe đạp với lực cản tối thiểu, sau đó thì tăng lên tốc độ trong từng bước từ 15 đến 25 watt, tức là từ 90 đến 150 kilopon-mét trên phút, và cứ mỗi 1 đến 2 phút gia tăng một lần. Và mục tiêu là sau xe đạp trong 8 đến 12 phút. Và với bệnh nhân ít vận động hoặc suy nhược cơ thể thì có thể yêu cầu ở mức độ nhỏ hơn. Và đây có một cái quy trình khác của xe đạp lực kế. Để mua với mỗi một cường cũng giống như tương tự giống như phản ứng gắng sức thì mỗi một bước là 3 phút. Để sau đấy người ta sẽ theo dõi. Ngoài nhưng mà cái này nó có một cái đặc biệt là ngoài ra người ta còn theo dõi cái lắc tát trong máu nữa, thì nó hơi khó cho mình, đặc biệt khi áp dụng trên thực hành thì người ta hay dùng cái quy trình đầu tiên, tức là cứ mỗi 1 đến 2 phút mà tăng áp lực đạp của bệnh nhân lên, và lúc đấy thì khi nào mình sẽ theo dõi điện tâm đồ và người ta đánh giá. Và bước tiếp theo là cho ta tiến hành nghiệm pháp gắng sức bằng điện tâm đồ. Thì trước khi làm nghiệm pháp gắng sức thì chúng ta phải đo huyết áp, nhịp tim và điện tâm đồ tư thế nằm hoặc tư thế đứng, và tiến hành nghiệm pháp gắng sức theo quy trình Brook cải tiến. Tại viện tim mạch thì người ta vẫn dùng cái quy trình Brook cải tiến chứ không dùng quy trình Brook cũ nữa. Và theo dõi tình trạng bệnh nhân trong suốt quá trình gắng sức. Và trong quá trình gắng sức thì ta đo huyết áp, nhịp tim, ghi điện tâm đồ cuối mỗi giai đoạn gắng sức, và theo dõi và phát hiện các dấu hiệu phải ngừng gắng sức. Và sau khi ngừng gắng sức thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi huyết áp, nhịp tim và điện tâm đồ mỗi 3 phút một lần cho đến 12 phút. Vì cái pha gắng sức, khi gắng sức mình sẽ theo dõi các dấu hiệu của ST chênh xuống hay có dấu hiệu xuất hiện rối loạn nhịp hay không rất quan trọng. Nhưng mà khi mà chúng ta ngừng gắng sức thì cái giai đoạn pha phục hồi, cái phục hồi sau đấy thì cũng là một yếu tố tiên lượng để đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành cho bệnh nhân. Nên là đấy là lý do tại sao mà chúng ta vẫn phải tiếp tục theo dõi trong vòng 12 phút sau khi gắng sức cho bệnh nhân. Và tiêu chuẩn ngừng gắng sức thì có tiêu chuẩn là tiêu chuẩn ngừng gắng sức tuyệt đối, tức là khi bệnh nhân có dấu hiệu nhồi máu cơ tim hoặc là bệnh nhân đau ngực mức độ vừa và dẫn đến sau đấy xuất hiện mức độ nặng và huyết áp tâm thu tụt lớn hơn 10 mm thủy ngân so với trước gắng sức dù mức gắng sức đã được tăng lên, đặc biệt nếu bệnh nhân kèm theo dấu hiệu của thiếu máu cơ tim và có xuất hiện thêm các dấu hiệu của giảm tưới máu bao gồm như tím tái, nhợt, da lạnh, ẩm và khó thở nặng hoặc là khó thở một cách bất thường hoặc bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu thần kinh trung ương như hoa mắt, chóng mặt và loạng choạng, hoặc xuất hiện những rối loạn nhịp nguy hiểm như block nhĩ thất, rung nhĩ với đáp ứng với tần số thất nhanh hoặc là những nhịp nhanh thất, hoặc là do lỗi kỹ thuật của hệ thống theo dõi, và đặc biệt là một yêu cầu bệnh nhân về bệnh nhân yêu cầu ngừng gắng sức thì mình sẽ phải ngừng gắng sức ngay. Và các tiêu chuẩn tương đối mà mình có thể cân nhắc
là trong mọi trường hợp mà đau ngực tăng lên, những bệnh nhân khó thở, mệt mỏi hoặc những bệnh nhân mỏi chân, chuột rút, khi mà huyết áp tuân thu đáp ứng quá cao, lớn 260 mmHg ngân, hoặc áp tâm trương lớn hơn 115 mmHg ngân, thì chúng ta cũng phải dừng gắng sức. Và ở trên điện tâm đồ có thay đổi trên điện tâm đồ, những ST chênh lên lớn hơn 1 mm ở các chuyển đạo không có sóng quy trước đấy, trừ V1 và AVR, hoặc là ST chênh xuống lớn hơn 20 mm đi ngang và đi dốc, đặc biệt là kèm theo cái triệu chứng đau ngực, thì cái đấy chúng ta cũng nên ngừng gắng sức. Hoặc là một số trường hợp khác, những bệnh nhân xuất hiện block nhánh do gắng sức mà không phân biệt được với những cơn tim nhanh thất, và một số những cái cơn nhịp nhanh thất, kịch phát trên thất, ngoài âm thất số lượng nhiều, thì chúng ta cũng nên ngừng gắng sức. Và một tiêu chuẩn mà các bạn nội trú chạy gắng sức rất hay áp dụng là khi mà đạt tần số tim lớn hơn 85% tần số tim lý thuyết tối đa thì chúng ta dừng gắng sức. Tần số lý thuyết tối đa người ta áp dụng dựa vào bạn lấy 220 chủ lý tuổi của bệnh nhân. Thí dụ một bệnh nhân 80 tuổi, một bệnh nhân 50 tuổi chẳng hạn, thì với tần số tim theo lý thuyết là 220 trừ 50 đúng không ạ? Là 170 chu kỳ phút, và người ta nhân với 0,85 thì ra loanh quanh khoảng 150 chu kỳ phút đấy, thì khi chúng ta gắng sức thì tần số tim nó vượt quá 150 chu kỳ phút rồi thì chúng ta được quyền ngừng những phát gắng sức lại. Nhưng mà cái đấy nó chỉ là tương đối thôi, còn tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Và với những một số bệnh nhân thì người ta vẫn muốn tiếp tục, người ta đánh giá vẫn có thể gắng sức tiếp. Và cái biến chứng của gắng sức thể thao thì sao? Thì với nhồi máu cơ tim cấp thì có 1 trong 10.000 ca. Ở viện tim mạch cũng khoảng vài năm nay cũng có 2 đến 3 ca đang có trong quá trình chạy gắng sức thì bệnh nhân xuất hiện nhồi máu cơ tim rồi. Rung nhĩ cũng là một cái hay gặp, nhịp nhanh thất hoặc rung thất và bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ tử vong là 1 trên 25.000 ca. Và đánh giá kết quả nghiệm phong gắng sức thì sao? Với nghiệm phong gắng sức thì chúng ta đánh giá kết quả dựa vào đoạn ST, sóng T và sóng U, đánh giá về huyết áp, đánh giá nhịp tim là đáp ứng nhịp tim giai đoạn hồi phục, và đánh giá khả năng gắng sức tối đa, và đo các chỉ số khác như chỉ số đúc, chỉ số VOC max, chỉ số MET, hoặc đau ngực, hoặc rối loạn nhịp tim. Đây là các yếu tố để đánh giá kết quả của bệnh nhân. Và với cái đáp ứng bình thường trên điện tâm đồ với nghiệm phong gắng sức thì phúc bộ QRS nó sẽ nhỏ lại, PR, QRS và QT sẽ ngắn lại, điểm G nó sẽ hạ thấp. Đây là hậu quả của việc là ST chênh xuống của bệnh nhân. Và đoạn ST trở về bình thường sau 80 mili giây, tức là em đo từ bắt đầu từ cái khoảng điểm G đến sau 80 mili giây, thì thường đoạn ST sau đến từ bắt đầu điểm G đến 80 mili giây sau thì đoạn ST nó trở lại bình thường. Và đoạn PR có thể chênh xuống, biên độ sóng R có thể giảm theo tần số tim nếu mà tần số tim lớn hơn 130 chu kỳ một phút, và biên độ sóng P tăng lên và sóng T thì có thể giảm xuống. Đấy là những cái dấu hiệu mà đáp ứng bình thường với nghiệm phong gắng sức của bệnh nhân. Và cách xác định sự thay đổi của đoạn ST trên điện tâm đồ của nghiệm phong gắng sức là sự thay đổi đoạn ST xuất hiện trên 3 phút bộ của điện tâm đồ liên tục. Tức là khi mà các em đọc gắng sức, vì khi trong quá trình chạy gắng sức ấy, thì điện tim nó sẽ rất là nhiễu, nó lên xuống, thì các em phải nhìn thấy trên ba chuyển đạo liên tiếp mà có hình ảnh ST chênh xuống như thế thì cái giá trị đấy nó mới có giá trị. Vì nếu mà xuất hiện trên một chuyển đạo, trên một gọi là một chu kỳ hoặc hai chu kỳ thì nó không có giá trị lắm. Đấy cũng là cái mà mình phải để ý. Và thứ hai là đoạn ST được đánh giá dựa trên đoạn đẳng điện nối, dựa trên đoạn đẳng điện, đấy là một cái điểm G là điểm cắt giữa cái đường đẳng điện của bệnh nhân. Và khi mà các em đo thì các em sẽ đo từ cái đường đẳng điện đấy, từ điểm G đấy đến số đoạn ST chênh xuống, thì mình sẽ đo khoảng chênh xuống hoặc chênh lên là bao nhiêu, và tìm cái điểm G đến ST 80 mili giây. Và bất thường khi mà có ST đi ngang hoặc chênh lên lớn hơn 1 mm hoặc bệnh nhân có chênh xuống lớn hơn 2 mm của ST 80 ở trên 3 phút bộ liền nhau, và khi mà mình chẩn đoán đây là bất thường, nếu trong ranh giới, tức là nằm trong giai đoạn là ST chênh xuống nhưng mà không mức độ nhiều, từ 0,5 đến 1 mm hoặc chênh lên từ 0,5 đến 1 mm hoặc chênh xuống từ 1,5 đến 2 mm ở đoạn ST 80 ở trên 3 phút bộ QS liền nhau, thì cái đấy là trong ranh giới. Thì lúc đấy chúng ta nếu mà chúng ta không kết luận được đây là một bệnh tim thiếu máu cục bộ thì chúng ta có thể làm thêm một số nghiệm pháp khác có độ nhạy tương đối, và đôi khi là theo bọn anh đánh giá có thể tốt hơn là điện tâm đồ gắng sức, là siêu âm tim gắng sức hoặc là xạ hình cơ tim.
Và cái đây là cái mô hình đánh giá cái thay đổi của điện tâm đồ. Với hình A là một cái điện tâm đồ bình thường trước khi gắng sức, và hình B là bắt đầu hình ảnh ST, cái điểm G nó bắt đầu nó chỉnh đây ạ. Khi các em xác định bắt đầu điểm G bình thường nó sẽ nằm ở đây ạ. Và sau đấy thì ST bắt đầu chênh xuống. Điểm C là ST chênh xuống lớn hơn 1,5 mm ở cái đoạn mà từ điểm G đến sóng ST 80 ms, tức là chênh xuống lớn hơn 1,5 mm. Và tiếp tục cái ST chênh xuống và đi ngang. ST chênh xuống đi ngang lớn hơn 1 mm ở cái điểm G là ST 80 ms. Và cái điểm F này là hình ảnh của ST chênh lên. Lên đây là một dấu hiệu mà báo hiệu có thể xuất hiện tình trạng nhồi máu cơ tim cho bệnh nhân, và có thể xuất hiện các triệu chứng của sóng U đảo ngược. Đây là cái thay đổi điện tâm đồ mà ta cách xác định. Thì cái số 1 này đó là vị trí đẳng điện, đường đẳng điện. Thứ hai là điểm G thay đổi. Khi mà chúng ta gắng sức thì giai đoạn đầu phần lớn tất cả cái điện tâm đồ bình thường ấy, khi mà điểm G thì bao giờ cũng là nằm trên đường đẳng điện ở bệnh nhân. Khi chúng ta gắng sức thì điểm G đi xuống, và lúc đấy thì chúng ta sẽ tính được đoạn ST nó bắt đầu từ cái thay đổi của điểm G bắt đầu thay đổi. Khi mà ví dụ như trong những bệnh nhân mà bị bệnh block nhánh chẳng hạn, hoặc là những cái khi mà chúng ta làm sao chúng ta xác định được ST chênh lên ở vị trí nào, thì khi đấy chính là mình để mình tìm mình xác định điểm G, tức là điểm mà khi mà nó đổi chiều vector. Ví dụ một vector S đang lên mà nó xuất hiện cái đổi chiều vector, thì tính từ cái lúc mà đổi chiều vector ấy, thì chúng ta tính là điểm ST nó bắt đầu từ vị trí đấy cho bệnh nhân. Và đây cũng là một hình ảnh minh họa những cái thay đổi của điện tâm đồ trong gắng sức. Là cũng tương tự cái hình ảnh của thay đổi của điện tâm đồ khi mà chúng ta gắng sức, chúng ta đo điểm G nó hạ thấp xuống với mức độ chênh lệch ở ST 80 ms là 2 mm và nhân và cái ở phía điện tâm đồ hình cuối là ST chênh lên. Đây là một cái ví dụ. Một là ở cái chuyển đạo V4 thì ST chênh xuống 3 mm khi mà kết thúc bài test. Thì với ST chênh xuống lớn hơn 3 mm khi kết thúc bài test ở trên 3 chuyển đạo liên tiếp, thì chúng ta có thể chẩn đoán là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Và cái ví dụ thứ hai là sóng G ở thời điểm cuối của bài test chênh xuống 2,5 mm trên đoạn ST 80 thì chênh xuống là 1,5 mm, thì là dấu hiệu của thiếu máu cơ tim, thấy rõ sau thời gian nghỉ với sự chênh xuống của đoạn ST. Tức là đây với những bệnh nhân mà khi mà bắt đầu lúc cuối kết thúc của gắng sức ST chênh xuống và sau khi chúng ta nghỉ ngơi, cái tình trạng chênh xuống nó vẫn tiếp tục. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta vẫn phải theo dõi sau khi mà ngừng gắng sức, vẫn phải theo dõi từ khoảng 12 phút sau khi ngừng gắng sức để người ta đánh giá cái sự hồi phục của đoạn STT và cái nhịp tim của bệnh nhân. Và tuy vậy vẫn có một số các trường hợp nó ảnh hưởng đoạn ST của bệnh nhân. Ví dụ như các bệnh nhân đang dùng dioxin thì nó thường xuất hiện, nó khoảng 20-40% trường hợp và làm ST biến đổi bất thường và nó xuất hiện cái tình trạng dương tính giả. Ví dụ một số bệnh nhân khi chúng ta dùng dioxin quá cao thì liều cao trong kéo dài trong nhiều ngày thì nó có thể xuất hiện cái hình ảnh ST chênh xuống hình đáy chén, và lúc đấy chúng ta làm điện tâm đồ gắng sức thì nó có thể làm cho mình sẽ mít về cái chẩn đoán của bệnh nhân. Và thứ hai là cái dấu hiệu thầy dày thất trái thì làm giảm cái độ đặc hiệu và không ảnh hưởng đến độ nhạy, mà vẫn là cái thăm dò điều trị đầu tiên và có thể làm thêm các thăm dò khác khi cần thiết. Và đặc biệt ở những bệnh nhân bị block nhánh thì nó khi mà với bệnh nhân block nhánh thì bao giờ cũng có hiện tượng là nó cực quá đà, thì bao giờ có hiện tượng là tái cực quá đà, nên là cái ST nó luôn nó có ST xu hướng nó chênh lên hoặc là chênh xuống tùy vào các chuyển đạo. Và khi đấy chúng ta làm điện tâm đồ gắng sức thì đấy cũng là một cái mà rất là khó để mình chẩn đoán phân biệt cái đoạn ST của bệnh nhân trong lúc mà block nhánh. Vì với trường hợp mà ví dụ block nhánh, trong trường hợp có một số trường hợp bệnh nhân mà block nhánh nó dựa vào tần số, ví dụ như kiểu các bạn thấy khi mà tần số nó tăng lên thì nó xuất hiện block nhánh đúng không ạ? Khi tần số nó thì lúc đấy với bệnh nhân đấy thì khi mà xuất hiện block nhánh thì bao giờ có hiện tượng tái cực quá đà, thì mình đánh giá cái ST nó sẽ không chính xác trong những cái trường hợp đấy. Và ngoài ra thì ở một số bệnh nhân dùng thuốc chặn beta giao cảm thì không phải là chúng ta không phải cần dừng hàng loạt các thuốc chặn beta giao cảm trong các trường hợp trước khi làm test,
nhưng với bệnh nhân đang đang dùng thì có thể làm giảm cái khả năng chẩn đoán và tiên lượng cho cái đáp ứng của tần số tim một cách không chính xác. Và các tiêu chuẩn của điện tâm đồ khác như là sóng U đảo ngược hoặc là biên độ của sóng R, tăng biên độ sóng R dẫn đến tổn, có thể là do tổn thương của nhiều mạch vành và có rối loạn chức năng thất. Một cái đáp ứng tiếp mà chúng ta phải theo dõi trong quá trình chạy gắng sức là đáp ứng của huyết áp. Thì bình thường thì huyết áp tăng dần lên khi gắng sức từ 160 đến 200 mmHg thủy ngân và ít nhất là tăng khoảng 40 mmHg thủy ngân so với trước khi gắng sức. Và bất thường khi làm sao khi mà huyết áp tăng thu, tức là khả năng tự nhiên khi chúng ta đang gắng sức huyết áp của nhân sẽ tụt đi. Đấy là một dấu hiệu nguy hiểm, chúng ta phải dừng gắng sức lại. Và huyết áp giảm lớn hơn 10 mmHg thủy ngân hoặc huyết áp tăng thu thấp hơn huyết áp lúc nghỉ. Đấy là một số cái triệu chứng của huyết áp chúng ta sẽ phải dừng. Thứ nhất là khi gắng sức huyết áp tăng thu nhỏ hơn 120 mmHg thủy ngân. Thứ hai là cái huyết áp có tăng nhưng mà nó tăng, nhưng khi đang tăng lên xong bắt đầu nó lại giảm. Mình vẫn đang gắng sức, mức độ gắng sức vẫn cao lên nhưng huyết áp nó giảm đi 10 mmHg thủy ngân, chúng ta phải dừng. Chúng ta phải đấy là những bất thường, đấy là một cái mà chúng ta phải cân nhắc, chúng ta phải dừng cái dừng gắng sức lại và huyết áp tăng thu thấp hơn lúc huyết áp lúc nghỉ. Và đáp ứng của nhịp tim thì bình thường nhịp tim tăng dần theo mức gắng sức và nhịp tim đáp ứng bất thường khi ngoài cái trường hợp mà khi bệnh nhân có tình trạng thiếu máu, tình trạng giảm thể tích hoặc tình trạng suy tim, vì bản thân với những ba cái tình trạng này thì luôn luôn làm cho cái nhịp tim của bệnh nhân nó rất là nhanh và nhịp tim mà tăng không tương xứng ở trong những trường hợp bị suy nút xoang, để dùng thuốc chặn beta, chặn tính canxi hoặc là bệnh nhân thiếu máu cơ tim. Và đây là một nghiên cứu đánh giá khả năng về cái hồi phục nhịp tim liên quan đến tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mà khi chúng ta làm nghiệm phát gắng sức, tức là sau khi chúng ta gắng sức xong thì cái tỷ lệ mà làm giảm nhịp tim đi nó càng nhiều, tức là càng nhiều thì cái tiên lượng của bệnh nhân sẽ càng tốt hơn. So với ví dụ một bệnh nhân sau khi chúng ta gắng sức tần số tim khoảng 150 chu kỳ phút chẳng hạn, nhưng sau khoảng 5 đến sau khoảng 12 phút nhịp tim nó vẫn không giảm, nó vẫn giữ đến 150 chu kỳ phút. Đấy là những bệnh nhân mà nó có yếu tố tiên lượng nó tồi hơn là với bệnh nhân mà có khả năng sau khi ngừng gắng sức nhịp tim nó giảm đi. Đây là một cái thang điểm đúc để đánh giá cái khả năng gắng sức, thì nó bằng cái thang gắng sức của nhân, tức là khi mà các em cho gắng sức ở mức độ 7 chẳng hạn thì trừ đi đoạn 5 lần đoạn ST chênh, ví dụ ST nhỏ hơn 1 thì là tính là 1, thì 5 lần ST chênh là ví dụ với bệnh nhân mà gắng sức là 7, tức là mức độ 7 chẳng hạn mà ST đã chênh xuống rồi, 5 nhân 1 tức là 5 và trừ đi 4 lần nhân với chỉ số đau ngực của bệnh nhân, thì các chỉ số đau ngực thì nó chia làm chỉ số đau ngực không đau ngực, một là đau ngực điển hình khi gắng sức, hai là đau ngực nhiều và phải ngừng gắng sức. Thì đây là cái thang điểm, sau đấy người ta đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân. Và với những cái thang điểm này người ta đưa tiêu chuẩn gì, nếu mà cái thang điểm mà lớn hơn 5 thì là nguy cơ thấp và tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 97%. Và với những cái thang điểm mà nó từ âm 10 tới dương 4 tức là nguy cơ trung bình và tỷ lệ sống sót sau 5 năm là với những bệnh nhân này là 91%. Và đặc biệt là với những bệnh nhân nguy cơ cao như thang điểm nó âm 11, tức là với những điểm càng âm thì nguy cơ của bệnh nhân càng lớn. Và lúc đấy thì chúng ta có chỉ định cần phải can thiệp mạch vành cho bệnh nhân, chụp mạch vành. Và cái tiếp theo nó đánh giá khả năng gắng sức tối đa, tức là chỉ số VOC max. Đây là một cái công thức này chắc là rất là khó nhớ với các em, anh chỉ giới thiệu ở đây vì trong cái protocol của group ấy thì đã có tất cả nó tương xứng với mỗi cái mức độ gắng sức thì có cái độ mét là bao nhiêu. Đây là cái VOC max là đo ở một nam giới, nó tính theo millilit trên gram trên phút, thì với nó chia theo độ tuổi nó đánh giá. Nếu mà trong trường hợp mà với người từ 13 đến 19 tuổi chẳng hạn thì cái VOC max trên nó tính là 51 đến 55,9, thì là những gắng sức, khả năng gắng sức với đấy là tương đối tốt cho bệnh nhân. Còn với những cái nó dưới 35 thì đấy là một cái tiên lượng tồi về khả năng gắng sức của bệnh nhân. Đây là cái khả năng gắng sức tối đa, thì cái này trong cái protocol của Brook thì người ta cũng đã ghi rất là rõ rồi.
Và cái khả năng gắng sức thì với nếu mà mép nhỏ hơn 5 thì tiên lượng tồi nếu mà bệnh nhân nhỏ hơn 65 tuổi. Và nếu 1 mét thì là cơ bản và nghỉ ngơi, ví dụ 2 mét thì là đi đi bộ tốc độ 2 dặm một giờ, hoặc là khi càng cao lên thì khi cái mét càng cao thì đánh giá khả năng gắng sức của bệnh nhân càng tốt. Và đây là một cái ví dụ, một cái nghiệm pháp gắng sức dương tính với bệnh nhân sau khi chạy gắng sức thì sau 4 phút 30 giây khả năng gắng sức thì nhịp tim của bệnh nhân lên tới 139 chu kỳ phút và hình ảnh ST nó chênh xuống. Như các em để ý, ST chênh xuống lên khoảng 5 ô, tức là khoảng 5 mm. Thì với những bệnh nhân này sau khi mà chạy gắng sức xong nó xuất hiện hình ảnh ST chênh xuống như với 5 mm này, chúng ta dừng lại và nó chẩn đoán là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Và cái độ về độ nhạy và độ đặc hiệu của nghiệm pháp gắng sức thì sao? Với độ nhạy là như độ nhạy là 68% và độ đặc hiệu là 77% ở nghiệm pháp gắng sức. Và độ nhạy và độ đặc hiệu của nghiệm pháp gắng sức so với, như lúc đầu anh nói, so với siêu tim gắng sức hoặc là siêu tim gắng sức hoặc là so với cái spec, thì cái độ nhạy của độ đặc hiệu của nghiệm pháp gắng sức nó thấp hơn. Và bản thân là nó sẽ, đấy là lý do mà một số các bác sĩ, có những bác sĩ người ta thích chọn cái nghiệm pháp gắng sức bằng điện tâm đồ vì nó đơn giản và thực hiện nó rất dễ thực hiện so với nghiệm pháp gắng sức bằng siêu âm tim gắng sức hoặc là bằng spec. Vì với siêu âm tim gắng sức và bằng spec thì cần bác sĩ siêu âm rất là kinh nghiệm để đánh giá cái đấy. Còn với nghiệm pháp gắng sức thì anh nghĩ là chỉ cần một bác sĩ được đào tạo một cái bài bản, mình có thể trông gắng sức cho bệnh nhân được. Và kết luận thì nghiệm pháp gắng sức bằng điện tâm đồ là một thăm dò xâm lấn có giá trị, rẻ tiền, giúp chẩn đoán một số bệnh lý về mạch vành, một số bệnh lý về tim mạch, đặc biệt là các bệnh lý về mạch vành, và nó đánh giá được khả năng gắng sức của bệnh nhân, bệnh mạch vành nói riêng và bệnh lý tim mạch nói chung. Là cái bài điện tâm đồ gắng sức thì nó cũng khá là gọi là ngắn gọn và đơn giản. Có ai hỏi cái gì không ạ? Với hẹp mạch vành ấy thì với nếu trong trường hợp mà chúng ta đã biết trước được thì như các em đã biết là với khi mà hẹp thân chu mạch vành lớn hơn 50% là bắt đầu có ý nghĩa là người ta, với những bệnh nhân như thế chúng ta phải có chỉ định là chúng ta phải có thể can thiệp đánh giá đo F3 hoặc là Iceberg để đánh giá xem là bệnh nhân có cần phải can thiệp hay không. Nó khác với cái những cái mạch tổn thương, những mạch khác là với thân chung mà là trên 50% thì người ta phải chỉ định làm chụp mạch vành để đánh giá xâm lấn rồi. Thì với trong những trường hợp mà hẹp thân chu mạch vành khi mà tức là mức hẹp nó không có ý nghĩa, tức là dưới 50%, người ta trong nhóm ấy theo dõi thì chúng ta có thể gắng sức, nhưng mà cái đấy nó là một cái chống chỉ định tương đối và thường thì cũng ít khi làm chỉ định gắng sức khi mà mình đã biết bệnh nhân có những cái hẹp tổn thương thân chu mạch vành. Vì ở đây cũng có một số ca sau khi chụp MCT cũng hẹp khoảng 40-50% sau khi chạy gắng sức xong thì đã nhồi máu cơ tim ngay trên bàn. Tức là như này, tức là với anh giải thích lại, với một bệnh nhân kế máy tạo nhịp thì máy bây giờ rất nhiều người, phần lớn bệnh nhân sử dụng là máy có đáp ứng tần số. Nhưng mà vì là nhà sản xuất bao giờ nó mặc định là sẽ đáp ứng tần số và dựa vào có thể nó chia làm 3 mức độ, đáp ứng tần số thấp, mức độ vừa và mức độ cao. Thí dụ như mức độ đáp ứng tần số thấp chẳng hạn, thì khi bọn anh để chế độ đáp ứng tần số thấp thì bệnh nhân có thể chạy mãi, vì với bệnh nhân suy nước xoang, nhịp tim nó không đáp ứng lên được. Cũng như chạy mãi thì nhịp tim có thể chỉ lên tới 90 chu kỳ phút thôi. Nhưng mà với như thế bệnh nhân có thể người ta sẽ mệt, người ta sẽ không đủ cung cấp oxy cho cơ thể, thì lúc đấy người ta có thể chuyển sang cái mức độ vừa hoặc mức độ cao khả năng đáp ứng. Vì với một số bệnh nhân mà bọn anh cũng cái máy thì khi mà để ở mức độ đáp ứng tần số cao ấy, bệnh nhân chỉ cần đi lại khoảng 100m 200m thôi, nhịp tim có thể lên tới 110 120 chu kỳ phút. Vì tối đa bây giờ đến 120 thì bệnh nhân sẽ tự block, tức là máy nó sẽ tự dừng lại và tối đa nó chỉ đáp ứng đến tần số đấy thôi, và nó sẽ không về để đảm bảo gì, nó không làm cho nhịp tim bệnh nhân quá nhanh ở những bệnh nhân kế máy tạo nhịp. Nhưng mà cái nghiệm pháp gắng sức này đánh giá là với thí dụ với nhịp tim của bệnh nhân mà khả năng gắng sức tối đa nhịp tim của bệnh nhân lên tới khoảng 110 là phù hợp chẳng hạn, thì lúc đấy bọn anh sẽ quay lại và anh sẽ lập trình máy theo chế độ tạo nhịp ở mức độ đáp ứng tần số ở mức độ gọi là trung bình chẳng hạn. Thì nó dựa vào mới tất cả cái yếu tố đấy. Thí dụ với một số bệnh nhân mà khi mà chạy gắng sức mà bệnh nhân nhịp tim lên tới 140-150 với cung cấp mới đủ và nhu cầu oxy cho cơ tim của bệnh nhân, thì lúc đấy bọn anh sẽ đặt ở mức độ cao hơn. Thì cái đấy này mình sẽ cài đặt cái khả năng gắng sức của điện tâm đồ của máy tạo nhịp của bệnh nhân.